Xin chào các bạn đến với kênh Ba Hí TV của mình nha. Hôm nay mình sẽ thực hiện cho các bạn xem một cái món ăn đậm chất miền Tây dân dã luôn. Đó là món mắm chưng. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm cho các bạn xem nha. Thì nguyên liệu của mắm chưng thì cái nguyên liệu đầu tiên không thể thiếu đó là mắm này các bạn. Đây mắm này là mắm cá chốt. Thường thì người ta nếu mà cá bự thì người ta nấu người ta lược. Còn cá chốt này nhỏ quá thì mình nó bầm rất là nhuyễn mịn nghe các bạn. Rồi thịt ba gọi bầm này mình cũng đã bầm rồi. Nhiều người thích bầm mịn nhưng mình bầm sơ nó ăn cũng sẽ ngon hơn. Rồi tiếp theo là củ hành tím nha các bạn, một ít củ hành tím. Rồi và hai cái trứng vịt. Giờ mình sẽ tiến hành làm nha các bạn. Mắm sau khi mình đã bầm xong thì mình sẽ cho cái thịt vào luôn nha, cho thịt bầm vào luôn. Rồi rồi để nó đi rồi mình trộn lượt. Củ hành thì mình có thể để nguyên hoặc mình sắc cũng được. Mình thì mình sắc cho nó mỏng các bạn. Thì các bạn ơi sắc xu sắc dọc sắc kiểu gì cũng được. Rồi sau khi hành mình đã sắc xong rồi mình không cần phải sắc mịn nha các bạn. Mình sẽ đổ ở đây luôn. Tiếp theo mình sẽ đập trứng nha. Trứng thì mình đập, mình lấy cái chồng vàng để lại chút, mình để trên cho nó đẹp. Mình chỉ lấy chồng trắng trứng trước thôi ha. Lấy chồng trắng chứ đừng mình trộn vô trong mắm này các bạn. Chồng đỏ mình để lại. Rồi. Cái chồng trắng mình đổ vô đây luôn nha các bạn. Đổ đây luôn. Tiếp theo mình sẽ nêm gia vị nha. Gia vị thì mình sẽ nêm vào trong đây một ít đường. Mắm này nó ngọt sẵn rồi cho nên mình cũng nêm ít đường thôi, nhiều quá thì nó ngọt. Rồi. Một ít bột ngọt nữa các bạn, ít thôi, nhà mình cũng ăn ít là không có nêm nhiều bột ngọt các bạn. Rồi. Cho vào một ít hạt tiêu nữa nha các bạn. Tiêu này, tiêu sò nè. Thì mỗi người thôi, ăn nhiều ít. Có người ta xay, còn mình thích chơi nguyên hạt luôn nha các bạn. Rồi. Giờ mình sẽ đánh đều cái hỗn hợp này lên. Đánh đều cái hỗn hợp này lên nha. Món mắm này là đặc sản của miền Tây luôn nha các bạn. Mắm chưng nha, rất ngon, ăn tốn nhiều cơm nè. Nhà có trứng đó các bạn, nó kết nối với cái này nó dính. Thấy cũng tạm ổn nghe các bạn. Bây giờ còn cái chồng đỏ trứng này mình sẽ đánh cho nó mịn ra rồi mình đổ lên trên cái mặt này rồi mình sẽ bỏ vào trong cái nồi mình hấp nha, mình chưng.
muỗng người ta. Mình cái cầm đỏ chủ yếu mình để trên mặt để cho nó đẹp hơn nha các bạn. Nhưng mà ăn thì nó cũng ngon. Trước đẹp sau ngon mà. Giờ mình đã làm xong các bạn, mình sẽ để lên đây một ớt nữa. Ớt này là ớt vườn nhà rất là ngon các bạn. Nhà mình ăn ớt này nhiều. Giờ mình sẽ bỏ lên một ớt cho nó có màu sắc, cho nó đẹp, nó cũng ngon. Tại nhà mình có người ăn cay, người ăn không đó, cho nên mình cũng không sắc, không có bầm. Thì để gì cho người ta dễ ăn các bạn. Để một ít ớt nha. Rồi sau khi bỏ ớt thì mình sẽ tiến hành bỏ vào nồi hấp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ vào nồi mình hấp nha các bạn. Bỏ vào nồi hấp khoảng 30 phút nha là nó sẽ chín. Mắm chín này nha các bạn, mình tắt lửa nha. Ồ, các bạn thấy không? Nhìn hấp dẫn không? Giờ mình bưng ra ngoài luôn nha các bạn. Cái này nó... Ồ, nóng rồi. Các bạn thấy tô mắm ngon không các bạn? Các bạn thấy tô mắm ngon không? Dùng ngon hay các bạn? Giờ mắm này. Cái này mình sẽ ăn kèm với là chuối chuối sống các bạn, rồi dưa leo. Rồi ai thích ăn rau thì chấm rau. Rồi cái món này là cái món ăn dân dã đồng quê các bạn. Không ngờ ở nhà chống dịch quá rồi mình không có đi chợ mua đồ, ở nhà có sẵn mấy cái mắm với trứng đó mà mình chưng để mình ăn thử cho các bạn xem một miếng ha. Ồ, cái này sao nó hấp như nó có nước chứ. Đây chín rồi nha các bạn, ngon nha. Ăn thử miếng này còn nóng quá các bạn ơi, mới bưng ra còn nóng quá. Ngon, ăn trúng hột tiêu cay nữa. Cái này có chấm miếng rau rồi cơm nguội nữa là ngon hết sảy nha các bạn. Thôi mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn có yêu thích kênh Ba Hí TV của mình thì nhớ vào đăng ký, rồi thích, rồi chia sẻ cho mọi người cùng xem nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.